Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avija tên là Zacharia. Vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên." Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chào trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông lại ở trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiểu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cả hai bài đọc lời Chúa trong ngày 19 tháng 12 hôm nay đều cho thấy một niềm vui khôn tả, một niềm vui lớn lao, một niềm vui không ai có thể lấy mất được. Bởi chính khi con người bất lực và gần như là tuyệt vọng,
không còn trông mong gì, không còn hy vọng gì, thì Thiên Chúa đã can thiệp, Người ra tay cứu thoát và ban tặng hồng ân. Trong bài đọc thứ nhất, sách Thủ Lãnh cho chúng ta thấy ông bà Manoác dù đã cao niên nhưng lại son sẻ chẳng có một mụn con nào. Đã đau khổ vì không có được mụn con nào, lại phải hứng chịu búa rìu của dư luận, hứng chịu sự khinh khi nhục mạ của người đời. Nhục nhằn, tủi hổ, đau khổ tột cùng, ông bà Manoác bị rơi vào bế tắc, không còn hướng đi, không còn lối thoát. Dầu vậy không tuyệt vọng, ông bà vẫn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Rồi khi ông bà đã cố gắng hết sức và vẫn trung thành trong đức tin của mình, thì Thiên Chúa đã can thiệp. Người đã ra tay, Người sai thiên sứ của Người đến báo cho bà Manoác biết một tin vui, rằng bà sẽ khó thai và sinh hạ một con trai. Và sự việc đã diễn ra y như vậy. Ông bà Manoác không còn phải đau khổ nữa, không còn phải tuyệt vọng nữa, vì ông bà đã được Thiên Chúa ban tặng một người con trai. Người con trai ấy chính là Samson, một thủ lãnh của người Do Thái, một thủ lãnh sẽ giải thoát Israel khỏi tay người Philistine. Tương tự như thế, bài tin mừng Luca cũng cho thấy một niềm vui khôn tả của đôi vợ chồng già Zacharia và Elizabeth. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Thiên Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con. Vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai ông bà đều đã cao niên. Dù ông Zacharia là một tư tế và dù bà Elizabeth cũng là một người thuộc dòng tộc tư tế, nhưng vì tuổi đã quá cao mà lại không có một mụn con nào, nên cũng như ông bà Manoác, ông Zacharia và bà Elizabeth cũng phải hứng chịu những dè biểu, những khinh khi, những nhục mạ của người đời. Búa rìu dư luận bổ xuống đầu ông bà thật chẳng khác chi người ta bổ củi, khiến ông bà luôn phải sống trong cảnh đau khổ với nhục nhằn. Dù sống trong cảnh bế tắc, nhưng ông bà vẫn nhất mực tin yêu và vâng phục Thiên Chúa. Ông Zacharia vẫn túc trực nơi đền thờ, vẫn chu toàn phận vụ của người tư tế. Vì thế nhân dịp ông Zacharia trúng thăm và dâng hương trong đền thờ, thì Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel hiện ra và báo cho ông biết một tin vui lớn lao mà ông không bao giờ có thể nghĩ tới. Đó là bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một người con trai. Vì thế ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng sẽ được vui mừng hớn hở vì con trẻ của ông. Con trẻ ấy sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa. Em sẽ được đầy tràn Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel trở về với Chúa. Em sẽ là ngôn sứ Elia đi trước mặt Chúa để dọn đường, mở lối cho người. Khi thời gian phục vụ đã mãn, trở về nhà, ông Zacharia và bà Elizabeth đã được Thiên Chúa ban tặng cho một ân huệ đặc biệt lớn lao.
như lời người đã hứa. Bà Elizabeth đã có thai và đó là một người con trai. Quá ngỡ ngàng, quá vui mừng, quá phấn khởi trước hồng ân Thiên Chúa ban tặng, bà Elizabeth đã reo lên rằng: Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người đoái thương kết nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Như vậy, dù cảnh đời bế tắc, dù cảnh đời không một hướng đi, không một lối thoát, nhưng ông bà Manoác cũng như ông Zacharia và bà Elizabeth vẫn nhất mực tin yêu và trung thành với Thiên Chúa. Họ luôn cố gắng hết sức, không bao giờ chịu thua, không bao giờ tuyệt vọng. Chính vì thế, khi cảnh đời tối đen, Thiên Chúa đã làm cho họ được bừng sáng. Khi cảnh đời thất vọng, Thiên Chúa đã làm cho họ được hân hoan. Khi cảnh đời không còn lối thoát, thì Thiên Chúa đã mở cho họ một hướng đi, một con đường thẳng tắp. Kính thưa cộng đoàn, một khi con người đã cố gắng hết sức mà vẫn bất lực, vẫn bế tắc, thì hãy cứ yên tâm, Thiên Chúa không bỏ mặc con người bao giờ. Người sẽ đi bước trước để đón gặp, để ban ơn, để trợ giúp và để cứu độ con người chúng ta. Hôm qua, dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta đã tìm thấy hướng đi cho thực trạng hoang mạc giữa thị thành, thực trạng hoang mạc giữa lòng người chúng ta. Và chúng ta đã quyết tâm bắt tay vào cuộc, đã quyết liệt với cuộc đời của mình để lên đường, để bước tới, để thay đổi, để làm lại cuộc đời, để dọn đường cho Chúa đến. Nhưng với bản tính mỏng giòn, yếu đuối, hay xa đi ngã lại, nên trong nỗ lực từ vươn tới, chúng ta thấy bất lực, chúng ta thấy mình không thể nào vươn tới được Thiên Chúa khi chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình. Vậy qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy học nơi vợ chồng già Manoác, hãy học nơi vợ chồng già Zacharia và Elizabeth. Hãy buông mình, hãy trao phó đời mình cho Thiên Chúa, để trước cảnh đời tối đen, Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta được bừng sáng. Trước cảnh đời thất vọng, Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta được hân hoan. Và trước cảnh đời bất lực, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta nguồn ơn cứu rỗi. Chính Thiên Chúa sẽ hoàn tất những điều tốt đẹp Người đã khởi sự nơi mỗi người chúng ta. Người sẽ đón gặp chúng ta, Người sẽ tỏ mình ra cho chúng ta, và Người sẽ ban ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Với thân phận tội lỗi bất toàn, tin tưởng vào tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta biết rằng ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần kề. Vì thế, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta hãy sám hối và thưa lên rằng: Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà Gia-cóp Ngài dẫn đưa về, tội và dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm cũng phủ lấp đi. Ngài dẹp trần lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con về đừng hận chúng con nữa. Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ? Nào chẳng phải chính Ngài sẽ lại làm cho chúng con được sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài? Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hồi ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân. Không bỏ mặc chúng ta trong khốn cùng đau khổ, không bỏ mặc chúng ta trong bất lực và tuyệt vọng bao giờ. Và nếu như chúng ta đã thấy mình chẳng khác chi một hoang mạc giữa thị thành, thì giờ đây qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa nói với tất cả chúng ta rằng: vui lên nào, hỡi hoang mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của đồng bằng Sukkot. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò, vì có nước vọt lên giữa sa mạc và khe suối tuôn trào giữa miền đất hoang vu. Miền nóng bỏng sẽ biến thành sông cả, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Bấy giờ những người được Thiên Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng reo hò, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Tất cả những điều đó Thiên Chúa đã hứa với chúng ta qua miệng ngôn sứ Isaiah. Và rồi đây Người sẽ làm cho nên ứng nghiệm, Người sẽ cứu chúng ta. Vì thế được Thiên Chúa ban ơn cứu độ như ngôn sứ Isaiah, mỗi chúng ta hãy cùng với anh chị em của mình mà reo lên rằng: tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ tôi hớn hở biết bao. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Chúa cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trồi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Thiên Chúa đã mặc cho chúng ta hồng ân cứu độ, choàng cho chúng ta đức chính trực công minh. Vì thế nếu trước kia ngôn sứ Sophonia đã từng viết thánh vịnh mời gọi Sion vui mừng đón nhận ơn cứu độ, thì hôm nay cũng trong tâm tình phấn khởi như thế, vì ngôn sứ tiếp tục mời gọi chúng ta rằng: reo vui lên, hỡi thiếu nữ đa minh, hò vang dậy đi nào, nhà ba chuông hỡi, hỡi thiếu nữ đa minh ba chuông, hãy nức lòng phấn khởi, án lận phạt anh chị em. Thiên Chúa đã rút lại thù địch của anh chị em, Người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa anh chị em chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến anh chị em phải khiếp sợ nữa. Ngày ấy người ta sẽ nói với anh chị em rằng: này giáo sứ Đa Minh Ba Chuông, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh chị em đang ngự giữa anh chị em.
Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì anh chị em, Thiên Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới anh chị em. Thiên Chúa sẽ cứu độ chúng ta. Người sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới chúng ta. Người sẽ lấy ánh sáng vĩnh cửu của người mà thắp sáng cuộc đời của chúng ta. Vì thế, hãy bừng sáng lên hỡi hoang mạc giữa thị thành. Bừng sáng lên hỡi giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Bừng sáng lên hỡi các gia đình Kitô hữu. Bừng sáng lên hỡi tất cả những người con cái của Thiên Chúa. Hãy bừng sáng lên vì đấng cứu độ chúng ta đang đến. Người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Người đang đến cứu độ chúng ta. Kìa, ánh sáng của Chúa đã ló dạng nơi góc biển chân trời. Kìa, ánh huy hoàng của Chúa đã chiếu tỏa trên khắp mười phương đất. Vì hôm nay, như trong bài tin mừng chúng ta được thấy, vì ngôn sứ của Chúa đã bắt đầu xuất hiện. Như vì tiền hô của Chúa, như ngôn sứ Elia của Chúa, Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện và đi trước mặt Chúa để dọn đường mở lối cho người. Như vậy, với sự xuất hiện của Gioan vị tiền hô, thì ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã thực sự được bắt đầu. Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã thực sự được mở ra. Vì thế, như ông Zakaria đã cất lời ca tụng Thiên Chúa cùng với tất cả những anh chị em của mình, mỗi chúng ta cũng hãy vang lời ca tụng Thiên Chúa. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Kìa Chúa đến, kìa Chúa đến cứu độ chúng ta. Lòng phấn khởi mừng vui, mặt hân hoan rạng rỡ, nào chúng ta hoan hỷ tiến ra đón người. Thiên Chúa của chúng ta đây rồi, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta đây rồi. Chính người đã thân hành đến cứu chúng ta. Người đến với chúng ta và xác quyết với chúng ta về tất cả những lời ngôn sứ Isaiah đã nói về người. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Vậy một lần nữa chúng ta hãy vui lên, hãy phấn khởi lên, hãy nhảy mừng lên, hãy hát lên như Đức Maria năm xưa rằng: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thiên Chúa của chúng ta đây rồi, người đã đến cứu độ chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, sống trong thế kỷ 21, người Kitô hữu chúng ta xác tín rằng Chúa đã đến, Chúa đang đến và Chúa sẽ mãi mãi đến trong thế giới này. Người sẽ cứu chúng ta và sẽ cứu thế giới của chúng ta. Thiên Chúa đấng cứu độ duy nhất của chúng ta là đấng Emmanuel, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến
tận thế, là những người tin nhận đấng cứu thế. Chúng ta được mời gọi sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách sống động và cụ thể giữa lòng thế giới. Sống giữa thế giới, chúng ta được mời gọi rao giảng và làm chứng cho đấng cứu thế, đấng Emmanuel, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế, sống giữa thế giới, sống với mọi người, tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên như vị tiền hô của Chúa, đều được mời gọi lắng nghe và sống lời ông Zacharia đã ngỏ với Gioan Tẩy Giả khi con trẻ mới chào đời: Hải Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Trở nên như vị tiền hô của Chúa, mỗi chúng ta đều được mời gọi trở nên một Gioan tiền hô, đi vào giữa thế giới, đi vào hoang mạc giữa các thị thành, để rao giảng, để kêu gọi người ta sám hối, hầu được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, mở lối cho thằng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong 3 ngày liên tục, chúng ta đã suy nghĩ, đã hồi tâm, đã nhìn vào thực trạng hoang mạc giữa thị thành, nhìn vào thực trạng hoang mạc giữa lòng chúng ta, và chúng ta thấy buồn lòng, thấy ăn năn, thấy sám hối về thực trạng con người thật của chúng ta. Đau đáu một niềm được giải thoát khỏi mê lầm tội lỗi, đau đáu một niềm được tìm thấy một hướng đi, một lối thoát. Chúng ta đã đi vào sâu thẳm tâm hồn của mình, và nơi đó, dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta đã có được hướng đi, sám hối để trở về với Thiên Chúa. Nhưng dù chúng ta đã cố gắng hết sức, dù chúng ta đã quyết tâm bắt tay vào cuộc, dù chúng ta đã quyết liệt với cuộc đời của mình, để lên đường, để bước tới, để thay đổi, để làm lại cuộc đời, để dọn đường cho Chúa đến. Nhưng với bản tính mỏng giòn yếu đuối, hay xa đi ngã lại, nên trong nỗ lực tự vươn tới, chúng ta thấy bất lực, chúng ta thấy mình không thể nào vươn tới được Thiên Chúa, khi chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình. Tuy nhiên, đang khi chúng ta bất lực như thế, thì Thiên Chúa đã đến để hoàn tất những gì tốt đẹp Người đã khởi sự nơi chúng ta. Thiên Chúa đã đi bước trước để đến với chúng ta, để tìm gặp chúng ta, để tỏ mình ra cho chúng ta, và để ban ơn cứu độ cho tất cả chúng ta.
Vì thế một lần nữa, như Đức Maria năm xưa, mỗi người chúng ta và tất cả chúng ta cũng hãy reo lên rằng: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúng ta hãy vui lên, hãy phấn khởi lên, hãy nhảy mừng lên, hãy bừng sáng lên. Hãy bừng sáng lên, hỡi hoang mạc giữa các thị thành. Bừng sáng lên, hỡi giáo xứ Đông Minh Ba Chuông. Bừng sáng lên, hỡi các gia đình Kitô hữu. Bừng sáng lên, hỡi tất cả những người con cái của Thiên Chúa. Hãy bừng sáng lên, hãy bừng sáng lên, vì đấng cứu độ của chúng ta đang đến. Người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, người đang đến cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến cứu độ chúng con. Amen. Hallelujah. Hallelujah.